Thưa quý vị, và nấm thuyết có lẽ là được xem là một trong những loại nấm bắt mắt nhất với màu trắng rất là đẹp mắt. Thịt của loại nấm này thì có chất keo nhầy khá là dẻo dai và mỗi tai nấm đường kính là từ 5 đến 10 cm. Nấm tuyết thượng hạng thì có đóa to, thể nhẹ, màu trắng sáng và khá là dày. Sau khi được phơi khô thì nấm tuyết sẽ có màu vàng nhạt. Trong đông y thì nấm tuyết có công dụng là tăng cường sức khỏe và chữa bệnh và được coi là thảo dược quý của thiên nhiên ban tặng cho con người. Xưa kia được coi như một vị thuốc quý của vua chúa vì tác dụng hỗ trợ sức khỏe rất tốt. Công dụng của nấm tuyết là nhuận phế hóa đờm, ích vị sinh tân, bồi bổ cơ thể, cầm máu và cầm ho. Một số tài liệu còn cho rằng là trong nấm tuyết có loại đường có khả năng là tăng cường chức năng thực bào của đại thực bào, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của phóng xạ. Nấm tuyết còn có sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh mà ít loại thảo dược nào có được. Và để hiểu rõ hơn về lợi ích của nấm tuyết với sức khỏe, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu gần đây xác định nấm tuyết có lợi ích trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch do chúng kích thích tổng hợp DNA tế bào nội mô mạch máu. Sự rối loạn chức năng của tế bào này là yếu tố chính trong cơ chế bệnh sinh của xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và viêm tắc tĩnh mạch. Chúng cũng đã chứng minh khả năng bảo vệ các tế bào nội mô khỏi tác hại của histamine và tăng thời gian đông máu. Có lợi cho bệnh tiểu đường. Polysaccharides trong nấm tuyết giúp làm giảm lượng đường huyết 52%. Chúng tăng thải gluco, cải thiện khả năng dung nạp gluco và tăng độ nhạy insulin toàn thân mà không ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể. Nấm tuyết đóng vai trò như một loại thuốc hạ đường huyết tiềm năng hoặc thực phẩm chức năng để điều trị bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Giúp da khỏe mạnh và tăng độ đàn hồi. Với cấu trúc sền sệt và lượng polysaccharide cao, nấm tuyết đã trở thành đề tài trong lĩnh vực chăm sóc da hiện đại nhờ khả năng dưỡng ẩm đáng ngạc nhiên. Chúng có khả năng tạo ra một lớp màng hydrat hóa linh hoạt, giúp phục hồi làn da trở về trạng thái ngậm nước tối ưu, làm mịn bề mặt da và giúp trông trẻ hơn. Ngoài hydrat hóa, chính tác dụng chống lão hóa đã giúp nấm tuyết duy trì sức mạnh trong lĩnh vực làm đẹp. Với hơn 18 loại axit amin cùng đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, nấm tuyết hỗ trợ sản xuất collagen cho làn da căng mọng, giảm nếp nhăn, tàn nhang, tăng độ đàn hồi và sức khỏe của da. Giảm viêm, chữa lành vết thương. Đối với những người có làn da nhạy cảm, nấm tuyết thực sự là một phương pháp cứu cánh bởi nó phá vỡ các gốc tự do có hại trong da và giảm viêm, chống sưng tấy, kích ứng, có thể phục hồi làn da tổng thể. Chúng cũng thường không gây ra phản ứng trên da như một số hóa chất thường thấy trong các sản phẩm làm đẹp. Nấm tuyết có khả năng kích thích sự phát triển của tế bào, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Với chỉ số vitamin D cao, một yếu tố khác hỗ trợ làm giảm mài mòn da, nấm cực kỳ hữu ích để làm dịu các vết mụn cứng đầu hoặc những vết mụn đã nặn. Sử dụng thành phần siêu làm đẹp này có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương, làm dịu và nhanh hết kích ứng. Tăng cường miễn dịch. Nấm tuyết rất giàu polysaccharide, hợp chất có khả năng tăng cường miễn dịch mạnh. Polysaccharide đặc biệt cải thiện sự bài tiết của interferon và interleukin. Đây là các thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch, kích thích sản xuất các đại thực bào tiêu diệt mầm bệnh. Nấm tuyết cũng cải thiện và tăng cường hoạt động của các tế bào bạch cầu, bảo vệ cơ thể khỏi virus và vi khuẩn. Nó cũng cải thiện hiệu quả các kháng thể. Trong các bài thuốc đông y, nấm tuyết đặc biệt hiệu quả với người già bị suy hô hấp và ho khan. Nhuận tràng, chữa táo bón hiệu quả. Nấm tuyết chứa lượng lớn chất sắt, vitamin C, canxi và phốt pho. Chất béo và protein trong nấm cũng đặc biệt có lợi cho cơ thể. Chúng được coi là một loại thực phẩm bổ sung tốt cho cơ thể. Hầm nấm tuyết với đường phèn giúp bôi trơn đại tràng và kích thích nhu động ruột, có thể xem là một loại thuốc nhuận tràng nhẹ cho bệnh táo bón. Dạ vâng. Và ngoài ra thì cũng có một câu hỏi khác đến từ khán giả tên Hoài, đến từ Thái Nguyên, cũng có một vài thắc mắc như sau. Là tôi năm nay 50 tuổi và gần đây thì là thường bị tê bì chân tay. Hàng xóm nhà tôi thì có mách là dùng ngân nhĩ này, hạt sen và nấu lên ăn để giảm thiểu tình trạng này. Vậy thì xin hỏi chuyên gia là cách làm này thì đã đúng hay chưa? Và nếu đúng thì ngân nhĩ hạt sen thì nên sử dụng là liều lượng là khoảng bao nhiêu? Vâng, cái ngân nhĩ hạt sen là hai thứ bổ phối hợp với nhau. Thế tê bì chân tay thì nhiều lúc là nó có hàng trăm nguyên nhân ấy, Quỳnh Anh ạ. Thế thì bây giờ chúng ta không khám mà chúng ta chỉ thấy là tê bì chân tay thì tạm kết luận nó là do thiếu khí huyết chẳng hạn. Thế thiếu khí huyết thì bạn nếu đơn thuần như thế thì bạn có thể dùng cái công thức như bạn vừa nói.
Thế liều lượng bao nhiêu thì bạn có thể dùng kéo dài ấy, thì là thường thường là 15-20 gram cái ngân nhĩ cộng với lại 6 đến 8 gram đường phèn, 6 gram đường phèn, 8 gram đường phèn. Thế là bạn đun bạn uống thôi, thế là được rồi. Thế và chúng ta có thể uống cả tháng. Thế nhưng mà nếu mà đi khám ấy, thì người ta phải xem là nguyên nhân gì mà làm cho tê. Thí dụ như là nguyên nhân bị tắc nghẽn như thế này, tức là khí huyết nó không lưu thông. Khí huyết không lưu thông thì cái bạn muốn lưu thông thì bạn phải vận động nó lên tí chứ, vung tay vung chân lên tí chứ, đúng không? Thì đấy, cho khí huyết nó lưu thông đấy là. Thế hoặc là cái tổn thương ở cột sống chẳng hạn, thế tổn thương ấy thì nó làm cho cái thần kinh nó không dẫn truyền được, thế thì đấy lại phải chữa vào đấy cơ. Thế hoặc là bây giờ tôi ốm lâu quá, hoặc là những người phụ nữ sau đẻ mà mất máu nhiều quá, thế thì ốm lâu quá, mất máu nhiều quá thì phải có thêm thuốc bổ máu, thêm các cái hỗ trợ, chứ không phải là chỉ có ngân nhĩ với lại đường phèn được đâu. Thế nhưng mà cái này riêng đối với cái triệu chứng ấy thì nó cũng có phần có giá trị hỗ trợ chứ không phải là không. Dạ vâng ạ. À, vâng thưa chuyên gia, và cũng có một cái suy nghĩ khác, đó là ví dụ như Quỳnh Anh thấy là trong ẩm thực thì nấm tuyết thường là được dùng tươi. Thế nhưng mà không biết là trong đông y thì nấm tuyết chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, và nếu như là dùng khô và dùng tươi thì nó sẽ có mang lại những cái hiệu quả khác nhau như thế nào thưa chuyên gia? Thực ra ấy, thì mộc nhĩ và cái nấm tuyết này hay là ngân nhĩ này, người ta dùng khô. Dùng khô người ta thấy nó an toàn hơn. Tức là thu hái từ tháng 4, tháng 5, tháng 9 này về, thế xong rồi thì là chúng ta rửa nước ấm thôi. Thế xong rồi phơi và sấy khô, rồi chúng ta cất đi bảo quản. Thế mà mộc nhĩ khi mà dùng làm thuốc thường người ta còn sao cho nó hơi cháy cháy đi cơ. Trong sách của cụ Tuệ Tĩnh, thí dụ như là những cái người bị băng huyết chẳng hạn, thế thì sao cho nó cháy đi, xong rồi cho uống cái liều cao 30-40 gram như thế thì người ta thấy nó cầm máu lại. Thế thì cái này cũng thế, người ta làm khô, dùng dưới dạng khô khi để bảo quản, sau đó khi dùng thì là chúng ta lấy ra ngâm vào nước ấm thôi nhé. Quỳnh Anh nhớ là đừng bao giờ mà dùng nước phích mà dội vào cái này cái thì nó sẽ dính. Nó sẽ chảy cái phần nhựa ở trong da và nó rất dính, và dính thì bạn không rửa được đâu, và nó không ấy được, không rửa được và không bào chế được đâu, không thái được đâu. Bạn nên là nước vừa vừa ấm ấm thì bạn mới rửa được cái này sạch, xong đó bạn thái nó nhỏ ra và lúc đó thì chúng ta xào nấu hay là chúng ta làm thuốc. Thế tôi xin nhắc lại là đối với khi mà làm thuốc ấy, thì mộc nhĩ đen người ta hay xào lên cơ, xào nó hơi xem xém, hơi cháy cháy chứ không phải là để tươi đâu. Một số các cụ già thì nói là dùng tươi đề phòng là nó có độc. Thế dùng khô thì nó rất an toàn, cho nên là tôi thấy rằng là nên dùng ở cái dạng khô. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ này từ bác sĩ. Vâng, có một khán giả tên là Lâm đến từ Yên Bái cũng đặt câu hỏi về cho chương trình ạ. Là tôi bị hen suyễn và đến nay là đã 5 năm rồi. Gần đây thì có thêm hiện tượng là bị khô miệng và chân tay lạnh nữa. Nhiều người thì mách tôi là nên dùng ngân nhĩ nấu với đường phèn để uống hàng ngày sẽ giảm tình trạng này. Và không biết là cách làm này thì có đúng hay không, và nếu đúng thì tôi nên dùng với lượng bao nhiêu là phù hợp. Xin mời chuyên gia sẽ chia sẻ với khán giả. Thứ nhất là bạn có cái chân tay lạnh ấy, nếu mà chỉ đơn thuần thế thì là người ta không khuyên là dùng ngân nhĩ đâu. Thế nhưng mà bạn có cái triệu chứng của phế âm hư thì tôi hoàn toàn ủng hộ bạn là bạn nên dùng và bạn có quyền dùng. Thế thì liều lượng là bao nhiêu thì bạn có thể dùng là 12 cho đến 20 gram. Bạn là người lớn mà, 12 đến 20 gram. Cái thứ hai là đừng dùng độc vị, mà nếu mà là hen ấy. Hen là tình trạng khó thở do co thắt phù nề cái lòng ống phế quản. Đây nhá, nó co thắt tức là nó chịt lại này. Thế phù nề nữa làm cho cái chỗ này nó lại càng hẹp lại. Và tăng tiết cái dịch của nó ra đây nữa. Tóm lại là tất cả ba cái ấy thì làm cho cái lòng ống này nó càng hẹp. Lòng ống càng hẹp thì làm cho cái khí đẩy ra là không được. Thế thì bạn lại có thêm cái triệu chứng là khô miệng, họng nó khô.
Thế thì họng nó khô thì cái này nó là tư âm, cho nên là giúp cho cái là nó tư âm, tức là tăng thêm cái dịch cho bạn ở trong. Nhưng mà tăng được cái nội dịch thì nó bớt cái khô miệng. Thế là nó có ưu điểm. Nhưng mà độc cái này thì không ổn, mà chúng tôi thường phải phối hợp. Thí dụ như là có thêm ma hoàng, có thêm tử huyền khoản đông hoa. Thế và cái khí nữa cần phải bổ. Thí dụ như có thêm cái ít đảng sâm, ít bạch chuột để cho nó dưỡng khí. Thậm chí có thể thêm cái tô tử để cho nó ráng xuống, thì cái hen của bạn nó mới xuống được. Chứ còn độc vị thế kia thì nó chỉ nhuận, tức là nó giảm khô, giảm khát cho bạn thôi, chứ không thể hết được cơn hen.